Được biết đến là giải đua xe địa hình lâu đời nhất Việt Nam, PVOILVOC 2023 năm nay được ban tổ chức nâng giới hạn từ 80 lên 90 đội thi, mở thêm một hạng thi đấu hoàn toàn mới, số lượng đường thi nhiều nhất từ trước tới nay. Với sự chuẩn bị đó, đây hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành lễ hội đua xe với hàng vạn lượt người tham dự trực tiếp. Chương trình năm nay có 4 hạng thi đấu, bao gồm cơ bản, bán tải nâng cao, SUV nâng cao và mở rộng. Như vậy, so với những năm trước, VOC 2023 sẽ có một số thay đổi trong khâu tổ chức. Hạng bán tải Việt Nam, hạng đấu dành cho các xe bán tải nguyên bản ra đời năm 2016, sẽ không tiếp tục được diễn ra. Thay vào đó là hạng thi đấu hoàn toàn mới, bán tải nâng cao. Theo ban tổ chức, hạng này vẫn áp dụng cho các mẫu xe bán tải là phiên bản thương mại hoàn chỉnh, nhưng năm nay các tay lái sẽ được đối đầu với những thử thách đòi hỏi nhiều sức mạnh và sự khéo léo hơn, bên cạnh tính tốc độ vốn có. Thay đổi này đến từ nhu cầu thực tế khi các tay đua bắt đầu đòi hỏi một sân chơi đa dạng hơn, khó khăn hơn, tốc độ hơn. Đồng thời, thị trường trang thiết bị nâng cấp cho xe bán tải cũng đã trở nên phong phú hơn trước. Thậm chí nhiều hãng xe đã đưa các trang bị nâng cấp trở thành tùy chọn chính hãng, ông Phạm Thành Lê, phó ban tổ chức giải, chia sẻ. Một trong những điểm sẽ gây tiếc nuối cho khán giả đó là việc sự kiện năm nay sẽ không có bài thi đêm adventure như các mùa trước. Ban tổ chức nói rằng muốn giải tập trung nâng cao tính thách thức ở các đường thi mới cũng như tạo thêm sự hào hứng cho khán giả. Các đường thi năm nay được kéo dài quãng đường thi đấu, mở thêm đường thi ở những khu vực mới. Việc làm đường thi được tính theo công thức mỗi năm đổi mới.